Tuấn chào ngày mới tất cả mọi người nha. Thì trước khi mọi người mình coi video thì cho Tuấn gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc cho cuộc sống cũng như một lời cảm ơn. Rất cảm ơn mọi người mình đã dành một chút thời gian ra để coi video của Tuấn. Thì như vậy là sáng ngày hôm nay cái khoảng đất ướt còn lại thì nhà của Tuấn cũng mới vừa trọt lọ xong rồi nha bà con. Bây giờ là tiếp tục cũng bỏ phân phân vô lỗ. Rồi mình cũng tưới nước đều hết vào một lượt rồi chờ giống cho nó nứt mầm rồi sau đó mình sẽ trồng nha bà con. Trồng rồi mình sẽ rảnh rỗi được 2-3 hôm gì đấy rồi sau đó cây dưa nó mọc lên rồi mình sẽ có công chuyện mình làm tiếp. Trong thời gian mà chờ cây dưa nó mọc thì mình sẽ làm một số công chuyện khác. Thì Tuấn quay cái video này, video thứ 7 mà Tuấn quay tại dưới quê nhà mình. Thì Tuấn xin phép ở nơi công ty Tuấn làm ở trên khu công nghiệp Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai. Vậy đến hết tuần này thì trong những ngày mà ở dưới quê thì có những cái gì mà nó ý nghĩa nó hay thì mặc dù rằng cái nội dung nó không có được đặc sắc, nó không hấp dẫn cho lắm nhưng mà Tuấn cảm thấy nó ý nghĩa cái đời thực, cuộc sống hàng ngày của mọi người mình. Tuấn sẽ quay chia sẻ đến mọi người. Những ai yêu thích thì hãy ủng hộ cho Tuấn thật nhiệt tình. Còn những ai chưa đăng ký kênh thì bấm một đăng ký kênh, like. Nếu muốn theo dõi Tuấn dài lâu thì bấm chuông rung. Cũng như trong video là mọi người mình không thích cái điều gì thì hãy bình luận góp ý chân thành. Thì Tuấn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn. Xin cảm ơn mọi người mình rất là nhiều. Giờ bà Dinh hai của Tuấn cũng đang tiếp tục phân bò vô cái bao xi măng nha bà con. Rồi đẩy lên xe rồ này đẩy xuống đầu dưới để bỏ vô lỗ. Rồi đi tao trước quay đi. Thế quay lại đúng không cơ sở? Lên. Không mấy ngày bây giờ. Một phát là mình phải bắt lại đấy. Sáng ngày hôm nay trời không có nắng nha bà con. Mù mù mà gió hiu hiu, cảm giác như vào thu rất là dễ chịu, mát mẻ. Sáng giờ thì nhà Tuấn bỏ đất lỗ gần xong rồi, còn mấy cặp mà cuối nữa là xong. Đang tới chỗ mẹ đang bỏ đó.
Rồi là xong cái công đoạn của nó bỏ đất lỗ xong. Đầu là ngày mai trồng nữa là xong. Hai mẹ con của nhà Tuấn mới vừa bỏ xong đất lỗ nha bà con. Rồi bây giờ sẽ đi tiếp tục sắp xếp những cái ống nước nhỏ giọt này cho nó gần những cái lỗ mà mình vừa mới bỏ đất vô này, để khi nó nhỏ nó rỉ từng giòn như thế này ra để cho nó thấm đều cái đất trong cái lỗ mình mới bỏ. Rồi ngày mai chờ giống nó nứt mầm sẽ trồng. Giờ 24 xong rồi thì tạm ổn rồi, trời ngày mai gia đình của Tuấn kêu công nữa thì trồng thôi. Giờ nghỉ sớm vô chắc có lẽ là sẽ đi cắt một ít cỏ cho bò ăn hết buổi sáng, chiều làm công việc buổi chiều tiếp. Đây là xung quanh cái chỗ phòng Tuấn ngủ. Đó. Quả cắt được nó khá là trống trải rồi. Giờ rảnh rảnh cắt thêm cho sạch sẽ luôn. Cho sạch sẽ cho nó đỡ mũi mồng nó đỡ tới. Đu. Đi nào. Vinh ơi, còn qua bên đây cậu nhờ coi.
đi ra đằng trước đi. Đi qua đường bên kia, à qua chỗ đấy được. Đánh gánh kìa. Bỏ đi rồi. Ừ. Cái kim này chứ con đánh nó bỏ lại. Chơi với con rắn đi. Đừng có giết nó. Để con này. Sớm thì chúng ta được thêm bao nhiêu đây có nhé bà con. Bỏ cho mang bồn anh. Đói nó khó chịu giống như người mình vậy. Rồi. Mấy con bò nhà của gia đình Tuấn thì khi nào rảnh thì cắt thêm cho nó cỏ nó ăn ngày buổi trưa. Mặn rảnh thì bỏ rơm cho nó ăn. Rồi như vậy là bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Đúng bây giờ phải vô rửa ráy ăn uống nghỉ ngơi buổi trưa. Chiều mình làm tiếp. Dạ. Cái máy quạt đèn biết làm sao mà tối qua mình ngủ. Kêu cộc 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 mấy phát rồi nó quẹo quẹo cái đầu qua bên. Nó bị rớt ốc cái đây nè.
con xong nghiên cứu xử lý đó, xử lý không xong đem ra mất tiền điện tử cho họ làm. Xin chào buổi chiều tất cả mọi người bà con nha. Từ lúc trưa tới giờ á, lúc mấy giờ rồi? Từ lúc trưa tới giờ là 3:30 chiều rồi bà con ạ. Lúc trưa tôi cũng bận đi một số công chuyện, cho nên buổi chiều ngày nay bây giờ thì mới tiếp tục mới tiếp một ngày ở Tuấn ở dưới quê. Tuấn thì hết cái thời gian cách ly rồi, chờ Tuấn sẽ nghỉ thêm đến hết tuần này. Tôi mới đi lên lại trên Đồng Nai, Biên Hòa để làm cuối năm để coi thực ra sao. Thì công việc làm dưa thì cũng mình phụ nhưng bước đầu cũng đã tạm ổn rồi nha bà con. Bây giờ chỉ chờ giống nước mầm nữa là ngày mai 11 gì đó mình sẽ trồng thôi. Chị hôm nay không có phụ làm dưa thì Tuấn sẽ phụ cắt cỏ cho bò ăn nha bà con. Đây, sẽ cắt xung quanh cái ao hồ này trước cho nó trống trải cái đó. Chiều nay trước là chỉ là cắt cỏ thôi, sau đó làm gì tiếp theo thì Tuấn sẽ quay tiếp.
từ lúc 3:30 đến bây giờ là 5:05 buổi chiều rồi nha bà con. Tôm cá cả trên bờ, cả ở dưới nước luôn. Đó. Dâu cá á. Được ngay nhiêu đây. Đi trên đây gọi là cái xe rùa. Thế thì đẩy vô cho bò ăn. Giờ Tuấn sẽ lấy cỏ mà khi chiều giờ Tuấn cắt được vô cho mấy con bò nhà mình ăn. Thường lệ như mỗi ngày nha bà con. Con bò đang chờ Tuấn đẩy cỏ vô ăn á, ăn kiều á. Thì đến đây video Tuấn quay một ngày đến đây cũng hết cái nội dung mà những gì trong ngày hôm nay Tuấn muốn gửi đến tất cả bà con mình. Tôi xin phép được kết thúc video. Rất mong muốn được gặp lại bà con mình ở những video kế tiếp.